bạn và đến với chương trình giới thiệu các trường tại Mỹ hôm nay. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn trường đại học ở bang Ohio tại ở vùng Tây Bắc nước Mỹ, đó là trường đại học Fairlight. Thì được thành lập năm 1882, tọa lạc tại thành phố Fairlight. Thì đây là trường đại học tư thục có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao với những ngành học đa dạng phù hợp với nhu cầu phát triển của thời đại. Và hiện tại thì trường có hơn 4.000 sinh viên, trong đó có khoảng là 400 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia khác nhau. Và học tập tại đây thì sinh viên được hưởng một môi trường học tập chất lượng cao, văn bằng công nhận trên toàn cầu. Trường đào tạo các chương trình như là đại học, sau đại học, các chứng chỉ, tiếng Anh. Hiện tại là trường có đào tạo 65 chuyên ngành và cấp bằng cử nhân và 8 chuyên ngành cấp bằng thạc sĩ. Với các chuyên ngành chính như là quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing hay là khoa học, giáo dục môi trường, vân vân và rất nhiều ngành nghề khác. Về các ngành đào tạo thì đối với các ngành đào tạo ở chương trình cao đẳng cử nhân thì trường đào tạo các chuyên ngành như là kinh doanh, sức khỏe, trị liệu, dự bị y khoa, ngành giáo dục, ngôn ngữ học, văn chương, ngành nghệ thuật, xã hội hay là ngành sinh học, môi trường, ngành giáo dục, sức khỏe, khoa học, máy tính, toán học. Đối với chương trình thạc sĩ thì trường đào tạo các chuyên ngành như là giáo dục, giảng dạy tiếng Anh, quản trị kinh doanh, ngành trị liệu, sức khỏe, an toàn, môi trường. Về học phí và chi phí cũng như là điều kiện đầu vào của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hoặc là thông tin về trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ thì các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận nhất, đó là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, hoặc là ở địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe phần chia sẻ của bạn Hoàng Thị Lệ Hoài, vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Hoài để tìm hiểu là lý do tại sao Hoài lại chọn Mỹ để du học và quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của Hoài thì như thế nào nhé. Chị chào Hoài. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Em tên Hoàng Thị Lệ Hoài, em năm nay 24 tuổi và em ở Việt Nam thì em đã học xong cao đẳng rồi và đã đi làm 2 năm ngành kế toán. Em đến từ Cửa Lò, Nghệ An, sống là gần biển luôn. Sở thích cá nhân thì em thích nghe nhạc, thích xem phim, thỉnh thoảng thích theo thùa nấu ăn cho gia đình nữa. Đáng đe quá. Cho chị hỏi là cảm nhận của Hoài khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Em rất là vui bởi vì trước em thì khoảng tầm 10 người thì bị trượt hết. Nên đến lúc em thì em thấy rất là vui mừng khi nhận được visa. Ai là người mà mình sẽ thông báo với tin vui này đầu tiên? Là bố của em, bố mẹ, sau đến chị Thảo, đến anh chị em của em. Em chọn Mỹ bởi vì Mỹ thì nền giáo dục của nó rất là phát triển. Và em thích Mỹ thì rất lâu rồi. Em học trường University of Houston ở bang Texas. Trường này là trường đại học lớn nhất của thành phố Houston, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy, có rất là đông sinh viên quốc tế, cơ sở vật chất thì hiện đại, có rất nhiều ký túc xá, bởi vì em ở ký túc xá nên em chọn như thế. Qua Mỹ thì đầu tiên sẽ em học tiếng Anh 1 năm, sau đó thì em học tiếp chuyên ngành kế toán. Cảm nhận của Hoài khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương như thế nào? Lúc đầu thì em thấy hơi mơ hồ, bởi vì cách đây 2 năm em có tìm hiểu những cái công ty tốt về du học thì em có thấy toàn thấy kết quả là Tân Đại Dương. Nhưng mà đến tận năm nay thì có bạn của bố em ấy cũng có con đi du học và giới thiệu cho công ty này. Thì bố em liên hệ với chị Thảo và được chị hướng dẫn hồ sơ rất là tận tình. Và lúc em đến đấy thì cũng bỡ ngỡ bởi vì em đi một mình, em ở khách sạn thôi. Nhưng mà qua đây thì em thấy công ty của mình rất là thân thiện, ai cũng thân thiện cả. Học với anh Khôi rất là thích, anh Khôi giảng dạy rất tận tình. Học với anh Bảo Anh thì làm cho em vững niềm tin hơn, tại vì lúc đầu em trung quá. Xong rồi học với chị Thảo thì chị Thảo cũng giúp ích cho em rất là nhiều trong việc làm hồ sơ và học phỏng vấn. Hồ sơ của em thì tạ ơn Chúa tất cả đều rất tốt, tài chính của mẹ rất tốt và em học hành cũng ổn tại Việt Nam. Anh Khôi thì rất hay hỏi những câu hỏi hóc búa để giúp bọn em trả lời, nếu ai trả lời được thì sẽ được quà. Em cũng có trả lời được đôi câu ấy. Thì em thấy anh Khôi giảng dạy rất tận tình, sửa những chút nhỏ cho mình ấy. Dạ, em thấy rất tin tưởng. Bạn của bố em là có con đã từng làm du học ở công ty Tân Đại Dương, đã đi được và giới thiệu cho em, cho bố em công ty này để làm cho em đi. Em giới thiệu là em đến từ Nghệ An. Dạ. Tại sao mình không chọn những công ty mà gần nhà để mình làm? Em thấy ở chỗ em thì
Em thì không tin tưởng vào bất kỳ một công ty nào, bởi vì hầu như là họ chỉ làm cho cỏ và cả giấy tờ thì cũng đều tự mình lo liệu tất cả, và cả không có học phỏng vấn gì cả. Em thấy không tin tưởng. Một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương là cảm ơn em đã đặt niềm tin vào công ty Tân Đại Dương ha. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Hoài chia sẻ về quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.